ngập ngừng xa xuôi thu dồn là trôi qua sầu thu. Thưa các bạn, bài thơ Nguyệt Cầm của Xuân Diệu tuy được đánh giá cao nhưng thật sự không dễ thưởng thức. Lấy một ví dụ về câu thơ Linh lung bóng sáng bỗng rung mình. Trong nhiều bản chép lại, do sơ ý hay cố ý mà câu thơ được sửa thành Lung linh bóng sáng bỗng rung mình, nghe có vẻ hợp lý hơn. Thế nhưng, tiến sĩ Chu Văn Sơn lại cho rằng lung linh chỉ là sự lay động, nhún nhảy, rung rinh của những làn ánh sáng, một cảm giác thuần túy thị giác. Trong khi đó, Xuân Diệu muốn phải làm sống dậy cùng lúc cả cái luồng run rẩy lẫn gai rợn bí ẩn, nghĩa là phải gồm cảm giác thuộc thị giác lẫn xúc giác. Linh lung vì thế khơi vơi, tê giá, huyền hoặc ma quái. Một ví dụ khác, tên bài thơ là Nguyệt Cầm, gồm Nguyệt là trăng và Cầm là đàn, có thể được hiểu là sự kết hợp giữa trăng và đàn, nhưng cũng có thể hiểu là cây đàn Nguyệt. Như vậy, cũng theo tiến sĩ Chu Văn Sơn, bước vào Nguyệt Cầm là bước vào một thế giới linh lung, mọi ảnh hình đều rợn sáng, cả ánh sáng của âm thanh, cả âm thanh của ánh sáng, cả trăng sao, sóng nước, mây trời, cả nàng nương tử, cả bên tầm dương, tất tật vừa hiển hiện vừa tan ra trong biển nhạc của Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm từng được sử dụng trong phần đọc thêm sách giáo khoa Văn học 11. Xin mời các bạn nghe lại bài thơ này. Bài thơ đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Nguyệt Cầm. Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh, trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm, môi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây vắng, trời trong, đêm thủy tinh, linh lung bóng sáng bỗng rung mình, vì nghe nương tử trong câu hát đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi, long lanh tiếng sỏi vang vang hận, trăng nhớ tầm dương nhạc nhớ người. Bốn bề ánh nhạc biển pha lê, chiếc đảo hồn tôi gợn bốn bề, sương bạc làm thinh khuya nín thở, nghe sầu âm nhạc đến sao khuya.